Chào các bạn, sau khi bạn đã xem video phần trước, phần 1 là quy trình lấy máu, thì trong video này bạn hãy xem quy trình chi tiết ly tâm và tách huyết tương giàu tiểu cầu. Trước khi quay ly tâm lần 1, chúng ta cần chỉnh nhiệt độ buồng lạnh từ 0 độ C lên 4 độ C và tốc độ vòng quay lần 1 là 1550 vòng trên phút. Chúng ta thực hiện quay trong 10 phút. Khi chỉnh hết thông số xong, chúng ta bấm OK và Start để máy bắt đầu quay. Sau 10 phút quay lần đầu tiên, máy dừng lại. Chúng ta bắt đầu tách huyết tương lần 1. Lấy ống nghiệm huyết tương nhẹ nhàng trong buồng lạnh ra theo phương thẳng đứng, đặt nhẹ nhàng vào giá của ống nghiệm để tránh hồng cầu bị rung lắc, bị vẩn đục lên phần huyết tương phía trên. Sau đó đậy nắp máy ly tâm lại để tránh nhiệt độ buồng lạnh tăng lên cao trước khi quay lần thứ hai. Chúng ta mở nắp ống huyết tương, dùng một ống hút pipet hút toàn bộ phần huyết tương dịch màu vàng ở phía trên của hai ống. Quay lần 1, cho vào một ống ly tâm khác để tiến hành quay lần 2. Đây là phần huyết tương có chứa tiểu cầu. Tất cả lượng tiểu cầu ly tâm đều nằm trọn vẹn trong phần dung dịch này. Nên nếu chúng ta hút không hoàn toàn tới vị trí tiếp giáp với hồng cầu hoặc hút hơi quá tay một chút, lấy thêm một chút hồng cầu ở phần ranh giới thì cũng không ảnh hưởng đến quay ly tâm lần thứ hai. Sau khi đã lấy xong hoàn toàn bộ huyết tương, chúng ta chuẩn bị một ống quay đối trọng bằng nước muối sinh lý có cùng thể tích và khối lượng với ống huyết tương lần 1. Cho hai ống huyết tương này vào buồng quay ly tâm và đặt đối xứng qua trục quay. Trước khi quay ly tâm lần thứ hai, chúng ta đã cần đặt lại số vòng quay. Số vòng quay ly tâm lần thứ hai là 3550 vòng trên phút. Vẫn thực hiện kiểm soát ở 4 độ C và quay trong 10 phút. Sau khi chỉnh các thông số quay lần thứ hai, bấm nút OK và bấm nút Start để máy ly tâm bắt đầu quay lần 2. Sau 10 phút quay lần thứ hai xong, tiến hành tách huyết tương giàu tiểu cầu và nghèo tiểu cầu. Mở nắp máy ly tâm, nhấc nhẹ nhàng ống huyết tương ra. Và chúng ta có thể thấy đây là một ống huyết tương đồng nhất. Nhìn bằng mắt thường khó có thể nhìn rõ và phân tách được lớp nào là lớp giàu tiểu cầu và lớp nào là lớp nghèo tiểu cầu. Theo nguyên lý của ly tâm, phần huyết tương giàu tiểu cầu sẽ nặng hơn và sẽ nằm ở phía dưới của ống nghiệm. Thể tích của huyết tương giàu tiểu cầu sẽ được xác định bằng 1/10 so với thể tích của máu toàn phần lúc ban đầu và nó nằm hoàn toàn ở phía dưới của đáy của ống nghiệm. Do vậy, để lấy được hết phần huyết tương giàu tiểu cầu PRP ở phía dưới, chúng ta cần phải lấy hết lớp PPP huyết tương nghèo tiểu cầu ở phía trên ra trước. Sau đó thì còn lại PRP chúng ta mới lấy được hoàn toàn. Thể tích huyết tương giàu tiểu cầu PRP sẽ bằng 2 ml trên 20 ml máu thể tích toàn phần ban đầu. Thao tác hút, chúng ta chú ý hút bằng pipette từ trên trở xuống. Đầu pipette không đưa xuống quá sâu để tránh hút phần huyết tương giàu tiểu cầu lên trước hoặc làm vẩn đục mất lớp huyết tương. Đầu pipette khi còn nằm trong phần dung dịch màu vàng để hút thì tuyệt đối không được bóp hoặc nhả dịch ngược trở lại. Đến vị trí xác định phân tách giữa PRP và PPP, vị trí vạch 2 ml trên ống nghiệm, chúng ta dừng lại. Sau đó dùng một ống nghiệm khác hút toàn bộ dịch huyết tương PRP ở đáy ống nghiệm cho vào một ống riêng để tiến hành hoạt hóa ở nhiệt độ. Và đây là kết quả hai ống huyết tương PRP, huyết tương giàu tiểu cầu của hai khách hàng sau khi chúng tôi đã tách được. Sau khi mà tôi đã tách được cái thành quả là cái huyết tương giàu tiểu cầu là cái PRP của khách hàng ra đây, thì bây giờ tôi sẽ tiến hành là hoạt hóa nó. Về cái nguyên tắc ấy, thì chúng ta sẽ phải hoạt hóa nó dưới cái môi trường là 37 độ C. Có nghĩa là khi đưa cái dung dịch, đưa cái sản phẩm PRP này vào một cái môi trường 37 độ C thì cái tiểu cầu, tế bào tiểu cầu nó sẽ tự nhiên được kích hoạt và cái quá trình mà tạo thành cái sợi fibrin
rồi giải phóng ra các cái chất tăng trưởng, sau đó thì nó sẽ diễn ra. Tuy nhiên thì ở đây tôi không có được cái tủ để kiểm soát nhiệt độ nó cân bằng, nó ổn định ở 37 độ C, thì tôi mới nhận thấy rằng là nếu chúng ta để ở nhiệt độ thường ấy, khoảng từ trên 25 độ C thì nó cũng sẽ tự động hoạt hóa được. Tuy nhiên thì cái thời gian hoạt hóa của nó sẽ kéo dài hơn một chút. Và để cho cái quá trình mà nó hoạt hóa được nhanh hơn trong nhiệt độ thường thì tôi chuẩn bị một cái cốc nước ấm. Tôi cho cái nhúng cái phần PRP này vào trong đó để cho cái nhiệt độ ở trong cái PRP nó sẽ tăng nhanh lên, ở cái nhiệt độ thường thì nó sẽ nhanh hoạt hóa hơn. Đó, và bây giờ thì chúng ta chỉ chờ đợi thôi. Khoảng 30 phút nữa thì nó sẽ hoạt hóa, và khi đó thì tôi sẽ cho các bạn thấy là cái hình ảnh cái PRP nó hoạt hóa thì nó sẽ như thế nào. Ok, sau cái thời gian mà khoảng 30 phút hoạt hóa xong ấy, thì để ở nhiệt độ thường thì bắt đầu là cái dung dịch PRP nó bắt đầu hoạt hóa này. Và các bạn thấy là cái tiểu cầu ấy nó đã được hoạt hóa, nó đã được giải phóng ra và vỡ ra, là tạo ra cái chất tăng trưởng nó lẫn ở trong này, và kèm theo đó là các cái sợi, cái mạng lưới fibrin ấy, nó sẽ làm đông lại cái dung dịch lỏng của chúng ta như thế này. Đó, đông lại như thế này. Nó còn chưa hoàn toàn, nó còn một chút nữa, nhưng mà nếu mà để thì nó chúng ta phải lấy rất là nhiều lần thì nó mới hết được. Đấy, và bây giờ tôi sẽ phải dùng cái pipette để tôi lấy khuấy nó lên để lấy được cái đây, các bạn có nhìn thấy sát vào đây này, các bạn quay sát vào đây. Đó, đây không? Thấy cái mạng lưới này. Cái mạng đây chính là cái mạng fibrin này. Fibrin sau khi mà tiểu cầu nó hoạt hóa ra, nó tạo thành một cái phản ứng là tạo ra cái sợi sơ này. Đó, và đây chính là fibrin này. Khoảng 3 đến 4 lần thì nó mới lấy hết được cái sợi này. Và tôi sẽ tiếp tục để vào trong cái ly nước ấm ở đây để cho nó hoạt hóa tiếp. Một lúc sau chúng ta sẽ lại thấy được cái hiện tượng này. Tôi mới để được khoảng có hơn 1 phút nữa, các bạn lại nhìn vào đây này. Nó lại tiếp tục, nó đông thành cái thạch như lần này thì nó sẽ đông kỹ hơn này. Đó, và tiếp tục tôi dùng cái pipette lần trước mà tôi vừa ngoáy sợi fibrin ra xong đó, thì tôi lại tiếp tục quấy nó lên để lấy hết, làm sao phải lấy toàn bộ được cái đấy. Và còn lại đây chính là cái sợi fibrin của chúng ta này. Và cái sợi fibrin này nó sẽ rất là dai nhá, cực kỳ là dai luôn. Ôi giời, mạnh quá. Trở về đây. Đó, bây giờ mình sẽ bỏ ra đây. Đấy, các bạn có nhìn thấy này. Và tiếp tục lại phải hoạt hóa tiếp, bởi vì là hai lần thôi nó sẽ chưa hết được, tiểu cầu nó sẽ chưa hết được đâu, phải đến tận hai lần thứ hai, lần thứ ba, hoặc là nhiều hơn nữa. Khi nào mà cái dung dịch nó không thể nào mà đông thành thạch nữa thì khi đấy có nghĩa là tiểu cầu nó đã hoạt hóa hết, và khi đấy chúng ta sẽ dùng chất tăng trưởng đấy để tiêm vào trong cái sẹo lõm, hay là để trẻ hóa da, hay là tiêm vào dưới vùng mắt này. Và các bạn có thể nhìn thấy đây này, nếu chúng ta tách được chuẩn, quay tâm được chuẩn ấy, thì chỉ có cái phần huyết tương giàu tiểu cầu nó mới hoạt hóa thôi. Còn cái phần huyết tương nghèo tiểu cầu đây, nó sẽ không hoạt hóa một tí nào cả. Đấy, nó loãng như này, có nghĩa là phần nghèo tiểu cầu thì còn như gần như là không có tiểu cầu luôn, không có chất tiểu cầu nào cả, nó chỉ là hồ huyết tương thôi. Rồi, ok, tôi lại cho vào hoạt hóa tiếp. Và đây là lần thứ ba mà tôi lấy hết cái sợi fibrin nó hoạt hóa ra nhé, lấy hết phần còn lại, nó còn rất là ít thôi. Và hầu như là nó đã hoàn toàn rồi, nó còn chỉ rất ít dính ở đây thôi này. Và lần này lấy ra thì hầu như là hết sạch rồi. Và tôi sẽ tiến hành là dùng cái PRP này để điều trị cái sẹo lõm, cái sẹo rỗ cho khách hàng. Đó. Ok. Đấy, hết rồi, nó chỉ dính một chút ở đây thôi. Rồi. Giờ sẽ để lại đây. Lấy một nửa mặt anh đừng lấy mặt mà cũng chẳng nhìn thấy. Đây các bạn có thể thấy là đây là cái khách hàng của tôi, các bạn đã bị sẹo lõm này, sẹo rỗ ở vùng thái dương và vùng má. Thì bây giờ tôi sẽ trước khi làm sẽ sát khuẩn bằng cồn trước đã. Nếu bạn thấy video này có ích với ai đó thì hãy giúp tôi chia sẻ nội dung video này tới những cái người mà đang quan tâm, đang tìm kiếm những cái kỹ thuật thẩm mỹ này. Chúc bạn thành công. Đừng quên subscribe kênh của bác sĩ, cũng như là bấm một nút chuông bên cạnh để mỗi khi mà có video mới nhất thì bạn sẽ là người nhận được và xem sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của bác sĩ Ninh. Xin chào. Bye.